nhà, như cả nhà đã thấy á, Linh vẫn mặc áo bà ba, tại vì giờ em lên nói là đi vô đi, nước rồi. Vào đây thì mình sẽ mua vé, một cái vé là 60 và mình nhận được cái thẻ này. Mình cái thẻ này thì nó bao gồm luôn nước uống. Ở đây thì giống như căn nhà màu hồng, tất cả đều ngập tràn những cái màu tím. Đây là căn nhà của những chú ỉn rất là đáng yêu. Bên cạnh đó còn có những người bạn nhỏ như là Hello Kitty nè, Doraemon nè, và những bông hoa mang đầy sắc tím, màu tím của lavender. Cái này không tính liền tìm riêng hết. Giờ mình đi qua cầu nhé. Chỗ này xinh xắn quá, vì bây giờ có ánh sáng đó cả nhà, cho nên thực sự rất là đẹp. Anh chụp chỗ lồng đèn nào. Ở đây có một căn gác mái, một căn hộ chứ không phải căn gác mái, cũng là màu tím luôn. Thế mình lên mình quay. Ôi trời ơi, nó nóng. Chắc bà ơi thương Linh nha, nóng lắm đó mà cũng đi quay nữa nè. Nói chung là tất nhiên là mình thích rồi, nhưng mà mình quay thì mình mới cũng mong các bạn cho Linh xem cho Linh và cho Linh like subscribe nữa, cưng quá à. Cái này vì họ báo chí họ bói phối cảnh á, cũng dễ thương. Đây là nơi tình yêu bắt đầu nha. Nhìn ra ngoài có có cây tử đàm xinh xắn. Đẹp ha. Gió mát rồi rượi. Mà nói chung là Linh nó cũng đổ mồ hôi quá trời quá đất luôn. Ai ở đây ngoài cái này mà Linh thích cái cây đàn này, cưng ngay là cưng. Bên đây là một cái vòng bánh xe khác. Mãi mãi bên nhau nhé, nhớ về mãi mãi bên Linh nhé. Giờ mình đi xuống nhà, xuống ra khỏi cái nhà màu tím này, cái ngôi nhà ở trên. Trời ơi, nó nóng. Phấn son vậy nó chảy hết rồi cả nhà. Mặc dù bên đây có nhiều cây không phải là cây thật lắm, nhưng mà ở đây có cây hoa màu tím này là rất là thật nha. Đây, hoa này là hoa màu tím, và màu tím này là màu hoa này là hoa thật, hoàn toàn là thật nha cả nhà. Và cái cây nó cũng cao, mọi người thấy phía sau Linh không đó. Mọi người vào đây mặc màu trắng hoặc là màu hồng như Linh vậy nè, nó sẽ nổi. Tại vì Linh thấy rất là nhiều người mặc màu tím. Màu tím giống như những cái nền này thì nó sẽ không có nổi nha cả nhà. Không phải mà mọi người mặc áo màu vàng á, hoặc là xanh dương rồi thì nó sẽ nổi hơn. Nhưng mà xanh dương nó nổi nhưng mà nó không đẹp. Màu vàng, màu trắng hoặc là màu hồng vậy nó nổi nhưng mà nó không có bị hòa lẫn hết cả nhà. Tiếp nhé. Phía sau là có một cái lưới cá. Bây giờ mình đi tiếp. Thì ở chỗ này thì có chỗ cho con nít nó vui chơi.
mình thì đặc biệt rất là thích những cây sen. Ở đây họ cũng làm cái tiểu cảnh. Nhưng mà tiếc là không phải là đồ thật. Chỉ có hành tím. Hành tím này cũng là hành trắng để sơn lên rồi. Ai vào đây cũng mặc màu tím màu hồng hết chị ha. Chứ nó hợp với căn nhà. Vậy hả chị? Mướn bộ là 30-40 nghìn. Em hồi tối em mua 200 cái áo này nè. Đi mua gì? Ủa? Em đâu biết đâu. Giờ em mướn 40 ngàn bộ. Bỏ cái gì em tức. Rồi mướn 10 ngàn. Trời em đâu biết. Cái mướn lá 10 ngàn, cái này 10 ngàn. Mướn ở đâu vậy chị? Đi lại đây ra rồi. Không có bộ dài của chị, nhưng mà áo dài có 60. Trời bởi vì áo 200 ngàn, mình về mình mai nó vừa ý mình được không? Tôi mướn 10 ngàn đi đâu giờ thấy mẹ em. Còn quý làm gì? Thật chạy chứ mình đi mai chứ còn mua áo dài này ở nhà. Đúng rồi, uổng. Đây là cái ngôi nhà xưa. À, ai mà ở miền Tây á thì sẽ rất là thích nằm võng, Linh cũng vậy nữa. Nó mát, nhất là ở trong những ngôi nhà như vậy. Trời ơi, ngày xưa là có mấy cái bức tranh như vậy nha, cả nhà bức tranh kiến như vậy nè. Hội Khanh Châu Tuấn. Tìm được cũng hay á. Chứ mấy bức tranh này là người ta hạ là bỏ từ đời nào rồi á. Trời ơi, đẹp quá đi. Đây là cái gian bếp hồi xưa. Có luôn mấy cái này là mấy cái khạp nè. Linh á, Linh thích bếp củi lắm. Đây là ở quê Linh á, kêu bằng cái rế nè. Để mình nấu cơm xong hoặc là nấu đồ ăn cái mình bỏ cái nồi lên đó cả nhà. Còn đây thì mấy cái đồ của ngư dân thì Linh không biết lắm. Lòng bàn. Đây là cối xay bột. Ngày xưa có xay bột gạo luôn nè. Hồi xưa nhà Linh cũng có nữa. Xay mệt thấy bà luôn. Đây là cái chạm. Cái chạm chén, cái tủ chén. Nhà Linh hồi xưa cũng có cái này luôn. Mấy cái giỏ đây nè nha. Hiện tại thì người Việt vẫn còn xài. Còn bây giờ cái này là cái trend thôi, chứ không phải là của người Việt. Nhưng mà Linh thì Linh sách thích sách đó nha. Vừa rẻ vừa đẹp, vừa tốt cho môi trường. Trời ơi, ngoài đây đẹp quá, đi qua đây đẹp quá, đi qua đây đẹp. Nhờ ai chụp hình những cái đây trời. Đẹp quá. Cưng quá. Bây giờ mình vào tiếp. Mọi người nói ở phía trong này nè, có nhiều cảnh đẹp lắm. Nhưng mà Linh thích cái cảnh vừa rồi hơn. Nó rất là đồng quê. Một cái cảnh mà mình rất là hiếm thấy ở thời hiện đại bây giờ. Ở trong đây họ bán nước. Có căn nhà màu tím nè. Đúng theo cái tiêu đề phía bên ngoài, cả một cái trái tim màu tím nữa. Mọi người thấy mấy cô này mặc áo dài màu tím đúng không? Rồi mọi người có cùng quan điểm với Linh là nó hơi bị chìm vào cái không gian này không? Cho nên mọi người đừng có chọn màu tím giống cái không gian này nha, nó không có làm mình nổi bật. Ở phía bên này Linh nghĩ là sẽ có nhiều cảnh kiểu giống như là hiện đại vậy đó. Nhưng cái mấy cái dây màu tím treo ở đây nè, nhìn lãng mạn quá ha. Có cặp đôi nào mà đứng đây chụp hình là tuyệt vời lắm luôn á. Wow. Gió bay 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 bay. Rồi tia nắng lấp lánh nè. Mọi người nhìn đi. Quá đẹp luôn á. Trang trí cũng hay ha cả nhà. Mình đi sâu vào phía bên này.
mình xem là trong phía bên này có cái gì thú vị không. Người ta nghĩ ra ý tưởng này cũng độc đáo đấy chứ. Nó vừa hiện đại, nó vừa đồng quê. Họ để đây chắc là cũng là quán cà phê. Và có những cái gánh hàng hoa như vậy để mình đứng mình chụp hình với những cái gánh hàng hoa này. Hôm nay trời rất là đẹp, cho nên mình thấy rõ từng chi tiết qua ống kính của Linh. Chứ nếu mà trời nó ui ui, nó xấu xấu giống như thời tiết của mấy của thời gian trước đây thì các bạn sẽ không thấy được vẻ đẹp của cái chỗ này. Chung đây là bán quà lưu niệm, cũng là màu tím. Dễ thương quá. Cưng ghê chưa trò đó coi. Có nấc thang lên thiên đường nữa. Lên chân trời màu tím. Mình đi ra thôi. Ở đây có cái ao nhưng mà bị ao tù rồi. Hơi không đẹp lắm. Cái hoa màu tím này nó lạ quá. Mình không biết nó là hoa gì. Nhưng mà mình vui khi họ tìm được cái giống này. Họ trồng vào cái khu du lịch của họ, cho nên nó rất là sinh động và nó rất là đẹp. Họ có trồng mía nha cả nhà. Mấy cây mía này là mía organic rồi, nghĩa là mía không có hóa chất. Nghĩ sẽ rất là ngọt. Ở đây thì có người chụp hình với những cây để mình đi qua bên này. Mình không muốn đi vào cỏ. Chụp hình với cây tim và với cái chỗ ngồi ở dưới cây bạch tử, cây tử đằng. Tuy nhiên Linh thì thích cảnh miền Tây hơn.
cảnh này thì nó tây quá, nó sẽ hợp với những cái áo đầm chứ nó không hợp với cái bộ bà ba của mình, và mình cũng không có thích chụp lắm tại vì nó hơi bị giả. Để xem trong đây có cái gì nha, ký ức một thời. À, ra là nơi đây lưu giữ những cái thước phim, những cái máy chụp ảnh cũ và cổ. Mọi người thấy là mấy cái máy này mình nghĩ bây giờ cũng không có rẻ đâu cả nhà. Cái kiểu để người ta sưu tầm thì sẽ không rẻ, còn cái kiểu bắt đầu lặt son á, cái đồ cũ á, thì chắc chắn nó giống như cho không rồi. Nhưng mà để mà sưu tập được cái bộ sưu tập này cũng tiền không á. Đủ tất cả các kích cỡ, các loại inch. Nhớ hồi xưa mà tivi nhiều inch đó là coi đã mắt luôn. Còn ở đây là bàn ghế màu tím, tất cả đều màu tím. Chắc mình sắp hết rồi đó, đi ra ngoài rồi. Có đủ thứ Paris giờ. À, nước Anh nữa nè. Ăn dâu đâu hả? Trong đây thì có giống như là nhà Mai nè, mọi người thấy không, nhà Mai ngày xưa đó. Họ sẽ có những cái phòng máy cũ như vậy, và vải vóc họ sẽ xếp như vậy. Nhưng mà cái bức tranh này thì đẹp quá. Xe Vespa nóng quá mấy chị ha, quá trời quá đất. Cái này là trời nó xưa ơi là xưa, hồi xưa nhà nào cũng có cái ấm này. Cái lò Ego. Nóng quá trời nóng rồi, mặt mày nó đổ bóng hết trơn rồi cả nhà ơi. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Nếu mọi người đến Cần Thơ thì nói chung là căn nhà màu tím này cũng, nó cũng dễ thương, nó cũng hay hay đó. Mọi người thích thì cứ ghé vào nha. Tại vì mọi người sẽ thấy là cảnh trong đây nó rất là phù hợp để chụp hình sông ảo và check-in á. Linh cảm ơn cả nhà. Nếu cả nhà thích thì hãy share, like và subscribe cho kênh của Linh nha. Hẹn cả nhà vào chuyến đi sau và ở một cái địa điểm khác. Bye bye.